Xin chào anh em, chào anh em quay trở lại với kênh Thiên Nhai TV. Hôm nay mình sẽ cho anh em thấy một Nga mì chiến là như thế nào anh em ơi. Và cái trận tâm ma hôm nay được chia sẻ với một người anh em, đó chính là Hồ Thống đến từ server 999. Và tình hình của chúng ta sẽ có nhân vật chính của mình chơi một vải Nga mì kết hợp với Tiêu Dao, Ngự Phong và một Dương Môn. Thì mình là có đam, có tăng, có hỗ trợ rất là tuyệt vời anh em ạ. Nhưng mà anh em thấy là số đội trong bản đồ Tama chúng ta chỉ có 20 đội thôi, đã giảm đi một đội rồi. Và bây giờ thì các thành viên mình sẽ di chuyển về khu vực nào đây? Chúng ta di chuyển sang khu vực số 23. Rồi rồi, giao tranh xảy ra rồi, đội bạn có võ đan, long tước các kiểu. Và như vậy là mình đã nhanh chóng win giao tranh luôn anh em ạ, quá tuyệt vời. Hình như là team này team cầm tay nha anh em, bởi vì mình thấy tài nguyên ở đây đã bị chết luôn rồi. Và bây giờ thì số lượng đội đã giảm đi 2 đội trong bản đồ tâm ma. Chúng ta sẽ làm gì đây? Có lẽ là mình sẽ chờ hồi phục lại hai cái năng búp và sau đó mình sẽ di chuyển tiếp tục về đến khu vực số 25. Dương Môn đã di chuyển sang khu vực số 25 rồi anh em ạ. Bây giờ chúng ta bắt đầu di chuyển sang khu vực số 25. Chờ, lúc nãy Tiêu Dao đứng gần cái gương, tưởng đâu Tiêu Dao mở rương chứ. Có một Tiêu Dao khác đến từ khu vực số 23. Tiêu Dao đã lóc được Nga Mi chúng ta rồi. Nga Mi đã kịp thời nhả vòng hỗ trợ máu. Tiêu Dao đội bạn đã bị chúng ta lóc ngược trở lại. Tiêu Dao đã thoát thân về đến khu vực số 9 chăng. Một chấm máu như vậy mà Tiêu Dao vẫn chạy được anh em ạ. Và đội hình của mình đã không manh động đuổi theo. Rồi, có thương nhân đâu anh em ơi. Mình về thương nhân lấy những quyển bí kíp cần thiết hỗ trợ cho team nào. Thương nhân ngay khu vực số 8 và chúng ta chuẩn bị di chuyển về thương nhân. Cố gắng farm thêm những con lính còn sót lại. Anh em thấy là số lượng đã giảm đi 5 rồi nha anh em ơi. Chúng ta chỉ còn có 15 đội thôi. Trận này vẫn còn rất nhiều team cầm tay. Rồi, về thương nhân luôn em ơi, thẳng tiến về khu chính nào. Đúng rồi, chạy ra, mở combat, đó là một Dương Môn, một Long Tước. Đây là team treo chắc chắn anh em ạ. Với sự hỗ trợ của Nga Mi thì Long Tước không thể nào quẩy được tình hình của team chúng ta. Và bây giờ thì các thành viên mình cần phải hồi phục lại kỹ năng. Ảo tượng cũng chuẩn bị xuất hiện luôn em ạ. Liệu là chúng ta sẽ di chuyển về thương nhân trước khi ảo tượng xuất hiện hay là như thế nào đây? Mình thấy Tiêu Dao đã bắt đầu có ý định di chuyển sang khu vực số 8. Có một tàn kiếm yếu máu, bên này có giao tranh rồi. Ăn thôi, quá đã, quá đã. Nga Mi chuẩn bị có vòng, đặt vòng. Và như vậy là chúng ta tiếp tục win giao tranh. Có một vài ăn hôi quá là tuyệt vời. Nhưng mà tình huống lúc nãy anh em thấy có một tàn kiếm đã thoát về khu vực số 9. Như vậy là ảo tượng đã xuất hiện và chúng ta có ảo tượng khu số 9, số 2 và số 4. Mục tiêu giao. Rồi rồi, với sự cấu né của Nga Mi, Dương Môn đã thừa thắng và xử lý luôn tiêu giao anh em ạ. Bây giờ anh em thấy là số lượng đội giảm đi quá nhiều luôn anh em ạ. Chúng ta chỉ còn có 12 đội trong bản đồ thôi và ảo tượng khu 9 vẫn chưa mở, vẫn chưa có ảo tượng khu nào được mở anh em ạ. Mình thấy là trong kênh hệ thống vẫn chưa có thông báo. Nga Mi đang cố gắng hỗ trợ Dương Môn để mở ảo tượng. Ảo tượng được mở thành công rồi và chúng ta có quần thể kim cang tiếp tục di chuyển sang khu vực số 2 bên này. Ui, có team treo nữa à. Kiếm vài team cầm tay giao tranh với nhau cho đã nào anh em ạ. Trận này anh em thấy là Nga Mi hỗ trợ rất là tuyệt vời. Búp máu giao tranh không hề hoảng sợ, không hề lo sợ điều gì cả anh em ạ. Với sự hỗ trợ tăng đến từ vị trí của Dương Môn thì Nga Mi của mình đánh tự tin hơn. Nga Mi mà trong team anh em không có những một phái tăng thì rất khó đánh nha anh em. Trong combat mà chúng ta không có tăng thì anh em nên giữ vị trí thật xa, chỉ hỗ trợ búp máu cho đồng đội thôi. Ví dụ như anh em Nga Mi mà đi chung với dạng như Minh Giáo và Tiêu Dao thì anh em phải hết sức cẩn thận. Chúng ta tiếp tục quay trở lại khu vực số 8, à không, số 9 để mở rương. Mình thấy ảo tượng khu vực số 4 vẫn còn. Có lẽ như các team khác họ đang giao tranh rất nhiều tại khu vực số 4 anh em ạ. Và thời điểm này nếu như mình di chuyển sang khu vực số 4 thì chắc chắn sẽ có những kèo ăn hồi cho anh em. Rồi, Tiêu Dao đang kêu gọi các thành viên chúng ta di chuyển về khu vực số 2 nhưng Dương Môn lại muốn về khu vực số 8. Ui, tưởng đâu về 8 mà mua đồ, ai ngờ không về 8 qua 1. Có một Tiêu Dao. Nè, cầm tay nè, chạy đâu, kéo, kéo, rồi rồi, bị Dương Môn khống chế. Thật thảm các kiểu, né chiều, lóc chúng ta lên rồi, có chạy được không? Lướt để chạy rồi.
Như vậy có khả năng là tiêu dao đã rút lui thành công. Và mình thấy là Dương Môn đã kết thúc được tiêu dao bên kia anh em ạ. Ảo tượng khu vực số 4 vẫn còn và chúng ta quyết định di chuyển sang rất trống. Như vậy khả năng ở đây có giao tranh dẫn đến là các team không thể nào mở được ảo tượng. Và chúng ta cuối cùng cũng đã mở thành công được ảo tượng ngay khu vực số 4. Và các thành viên mình đang có rất nhiều trang bị, rất nhiều tài nguyên anh em ạ. Những giây phút cuối cùng của vòng số 1 và chúng ta vẫn còn đến 10 đội trong bản đồ tâm ma. Tiếp tục di chuyển, không có team, đó là tiêu dao, thiên tâm, một tàn kiếm nữa. Wow, 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 cẩn thận nha anh em ơi, một team 3 rất là khó chịu luôn. Chúng ta đã bị lock rồi, hiện tại đang bị áp đảo rất nhiều, đó là tàn kiếm vấn thủy. Như vậy các thành viên của mình đã rút sang khu vực số 5. Phải nói là cực kỳ nguy hiểm trong tình huống vừa rồi bởi vì đội bạn toàn là những môn phái rất mạnh trong tâm ma. Như vậy là thời gian của vòng số 1 đã khép lại anh em ơi. Bây giờ chúng ta chuẩn bị bước sang vòng số 2. Đã phát hiện một đội hình rất mạnh trong bản đồ này. Bây giờ chúng ta sẽ làm sao để đối đầu với team này đây. Vòng số 2 đã bắt đầu được 5 giây. Và bây giờ thì các thành viên mình đang có mặt tại khu vực số 7. Chờ đợi thương nhân xuất hiện. Thương nhân đã bắt đầu xuất hiện rồi anh em ạ. Đó, thiên nhẫn kìa. Đặt cái vòng liền. Có vòng không? Có vòng rồi, có vòng rồi. Không thể hiện tài nguyên, như vậy là thiên nhẫn đã thoát thân thành công. Thêm một tiêu dao và đây là một tiêu treo chắc rồi. Ôi, này treo, ôi không không không, thiên nhẫn không treo nha. À trời trời trời, nó chạy kìa anh em ạ. Nhưng mà hoa sơn thì treo. Số lượng đội đã giảm đi một đội và chúng ta cần một cây bản đồ để kiểm soát thương nhân anh em ạ. Mình chưa biết được thương nhân trong khu vực nào. Tiếp tục di chuyển sang đến khu vực số 5 và cuối cùng thì Ngami của mình đã có được quyển bí kíp từ hàng phổ độ. Rất nhiều những quyển tăng cấp bí kíp và Ngami có quần thể kim cang. Bây giờ chúng ta di chuyển sang đến khu vực số 4. Anh em phải hết sức cẩn thận bởi vì vẫn còn tìm thiên tâm nha. Ui đây tìm treo nè. Trận này 10 rưỡi mà có khá nhiều tìm treo anh em ạ. Như vậy là Ngami đã lựa chọn về bí kíp Thiên Vũ Bảo Luân để tăng cấp bí kíp. Đó là môn phái gì? Một tiêu dao. Tàn kiếm. Một tiêu dao nữa. Có lẽ đó là team tàn kiếm, tiêu dao và thiên tâm. Rồi chúng ta là chạm mặt với team này rồi. Ngami đang giữ vị trí rất tốt. Thiên tâm đã lên chiêu cuối. Ngami có vòng hỗ trợ đồng đội. Hiện tại chúng ta đã mất kỹ năng. Đội bạn chắc chắn cũng mất kỹ năng. Thiên tâm đã mất chiêu cuối nên mà chúng ta thừa thắng xông lên. Và đang cố gắng tìm kiếm tung tích của thiên tâm. Đội bạn đang có mặt tại khu vực số 8. Rồi tàn kiếm lao vào, thiên tâm đang có quân. Chúng ta đang gặp tình huống nguy hiểm. Tiêu dao đã yếu máu thì đã nhảy thành công anh em ạ. Và hiện tại Dương Môn vẫn đang tăng tại khu vực số 8. Ngami đã hỗ trợ máu tiêu dao. Dương Môn chạy rồi, Dương Môn chạy rồi. Thiên tâm có quân thừa thắng xông lên. Tình huống rất nguy hiểm. Ngami có vòng, thiên tâm đã bị loạn anh em ơi. Wow, tiêu dao bật lóc lên. Và như vậy là Ngami thêm một cái giang hải ngưng ba. Thiên tâm đã lên bảng điểm số. Trời ơi, quá đẹp, quá đẹp. Thêm tàn kiếm nữa. Tình huống đó, thiên tâm đội bạn đã quá hộ bảo và không canh được thời gian của quần thể kim cang. Trời ơi, một môn phái rất mạnh đã bị kết thúc rất gọn anh em ạ. Như vậy là đội hình bên kia chỉ còn có một mình tiêu dao. Đó, trong tâm man thì đôi lúc anh em đánh hộ báo thì mình không có... tiêu dao, rồi rồi rồi. Ngami đặt cái vòng này là thôi hết chạy anh em ạ. Và như vậy là tiêu dao cũng phải lên bảng điểm số. Trận này Ngami hỗ trợ quá đẹp nha anh em. Những pha chặn cửa để nhả vòng rất là hay. Chơi Ngami là anh em phải chú ý đến đồng đội trong team. Đồng đội yếu máu thì mình sẽ bật búp hỗ trợ. Và chúng ta đặc biệt phải giữ được khoảng cách với những đội hình khác nữa anh em ạ. Và tiêu dao bây giờ đang có quần thể kim cang. Chúng ta bắt đầu di chuyển để tiếp tục quét map cái trận tâm ba này. Mình đã loại được team rất mạnh trong bản đồ. Như vậy là ảo tượng đã xuất hiện được hơn 10 giây. Và các thành viên của chúng ta đang có mặt tại khu vực số 6 để mở ảo tượng. Vẫn còn ảo tượng tại khu vực số 3 và số 2 này mà. Mình thấy ảo tượng khu số 3 đã được mở rồi. Chúng ta tiếp tục di chuyển về đến khu vực số 1. Ui, Ngami không chạy thẳng lên khu 2 luôn, chạy qua khu 3 một mình à. Quá mạo hiểm. Có một cái bạo kích tại khu 3 và các thành viên mình đã đuổi để về đến khu vực số 10. Rồi, có điểm hạ gục tiếp tục nữa anh em à.
các thành viên của mình về cà rất hộ bảo. Như vậy là chúng ta chỉ còn có 4 đội trong bản đồ tầm ma và một cái bảo kích Nga My đang cố gắng nhường cho Tiêu Dao, nhưng có lẽ là Tiêu Dao hổng thèm luôn thì thôi Nga My nhặt luôn anh em ạ. Thật ra thì hai kỹ năng đó là Giang Hải Ngưng Ba và cái chiêu thiên Bạch Lộ Ngưng Sương của Nga My đam rất là to, và Tiêu Dao đã có pha tự sát với Dương Môn, không có lượng né tránh nhưng vẫn xuống ngựa để thực hiện quả lóc. Trời ơi, Dương Môn dịnh lại một cái là hết chạy luôn anh em ạ. Nga My Dương Môn, Trường Ca Dương Môn, Huyền Thủy Dương Môn, đó là những cái cặp đi cùng với nhau phát huy được sức mạnh rất tốt, bởi vì Dương Môn là các môn phái tăng cực kỳ mạnh, nhưng nhược điểm của Dương Môn đó là khả năng hồi máu bị yếu kém. Do đó khi Dương Môn có được sự hỗ trợ máu nữa thì quá là tuyệt vời. Bản thân Nga My thì hỗ trợ rất là tốt anh em ạ, nhưng mà nếu như không có những môn phái tăng giúp cho Nga My thuận lợi trong việc búp thì Nga My cũng rất là khó sinh tồn. Nga My đã có pha hắc não Tiêu Dao nhưng không thành công. Và bây giờ thì trong bản đồ chúng ta còn một Tiêu Dao lẻ và một tim nào đỏ. Rồi, vẫn chưa phát hiện được mục tiêu, đã rớt thêm một đội nữa. Mình thấy là Tiêu Dao đã tiêu diệt được một môn phái nào đó. Bây giờ Tiêu Dao đang có mặt tại khu vực số 11, tiếp tục là khu vực số 12 rồi. Mình thấy Tiêu Dao tuột máu tại khu vực số 12 rồi. Này mặt Nga My ơi, hỗ trợ Tiêu Dao nào. Quay lại. Và như vậy là trận tâm ma đã kết thúc luôn anh em ơi. Quá tuyệt vời, team mình có những pha lật kèo rất là hay. Và nếu như anh em yêu quý trận tâm ma này, hãy cho mình xin một like nha. Và đừng quên đăng ký kênh của mình để theo dõi video tiếp theo. Mình xin chào và hẹn gặp lại anh em những video sau.